Thế là mình cũng không phát hiện, là cứ nghĩ là nó bị thay lông thôi các bác ạ. Nhưng mà dê thì nó vẫn lớn khỏe mạnh, nó vẫn rất là khỏe mạnh, thì mới tội là nó đang bị nấm đấy các bác này. Này nếu mà mua được thuốc rồi lấy về bôi cũng được. Mua thuốc lấy về bôi à? Ừ. Hay để hỏi xem là nó đang bị cái căn bệnh gì các bác. Nhưng mà nó ăn uống như này thì nó có liệu. Đây vừa rồi thì ông cũng có chia sẻ cho Lực một chút đấy các bác. Nếu mà đợt này mà không có đưa ông đi khám vội ấy, thì là ông bảo là sẽ chết luôn đấy. Nói rằng là từ khi đi khám thì uống thuốc ấy cảm giác như là... Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, cũng độ tầm là được 2 hôm rồi cháu Lực chưa xuống cái nhà của em Quân các bác ạ. Và hôm qua thì cháu Lực cũng có nghe em Quân nói rằng là dê của em ấy là có một con là bị bệnh các bác, không biết là bị bệnh gì. Cho nên là hôm nay cháu Lực xuống xem để mà xem là cần phải mua thuốc gì không, hay là em Quân đã mua thuốc gì về chưa, xem là cái tình trạng dê mà như thế nào đó các bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của em Quân các bác nhé. Hãy trên đây thì nhìn vào cái hoàng hôn rất là đẹp này các bác này. Đấy, một khung cảnh mà ở trong một cái làng quê, nếu mà như gia đình nào mà có điều kiện, có tiền, gọi là không cần phải có tiền các bác, chỉ cần gọi là đủ ăn, đủ mặc, nhưng mà gia đình lúc nào cũng có đầy đủ thành viên, thì trong nhìn khung cảnh một làng quê rất là đẹp. Đấy, còn như ở dưới kia thì một cái ngôi nhà mà ngôi nhà của em Quân 14 tuổi của bác ạ. Hiện tại thì cả bốn ông cháu sống trong một cái ngôi nhà mà khá là nhỏ. Ở phần phía bên ngoài thì cũng chưa có được làm hoàn thiện cả. Còn ra phía bên cạnh ngôi nhà thì là người bố của người bố với lại người mẹ của em Quân cô bác ạ. Và cho Lực xin được bật mí hai cái ngôi mộ một chút cô bác nhá. Ngôi mộ của người bố thì còn là có cái xác, còn ngôi mộ của mẹ thì là không còn. Tại vì là mẹ thì bỏ đi Trung Quốc thì cũng nghe tin là chết rồi. Cho nên là Quân là phận làm con đấy cho cô bác. Cho nên là vẫn phải làm ma chay cho người mẹ cô bác ạ. Nhà bác của Quân thì cũng có vẻ là có một cái cây mận tâm hoa này các bác này. Ui, rất là sai quả đây các bác. Thế nhưng mà hiện tại là chưa có chín, nên ra là chưa có ăn được các bác. Nếu mà tầm sang tháng nữa mà cứ tình trạng mà cứ xuống nhà em Quân này thì chắc chắn là cái quả mận tâm hoa này có thể là bị cháu Lực mót ngoài quả đấy các bác. Ôi này, cảnh này sai quá. Ăn nhưng mà bây giờ ăn thì nó vẫn còn rất là đắng các bác. Quân thì có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy từ xa thì thấy là em ấy đang hình như là đang hót ra cái phân lợn đấy các bác, đang gọi là đang dọn dẹp cái chuồng trại. Rồi, xung quanh nhà thì sau khi mà em ấy có cái máy phát cỏ đấy các bác thì cũng phát cỏ những cái gốc cây mận, cây lê được bác Chiêm là bác ấy gửi cho thì em ấy cố gắng để mà chăm sóc. Ôi anh chào Quân nhá. Rồi. Đang làm gì đấy? Ồ, đó, phân lợn à? Không đeo khẩu trang vào nó mùi ấy. Xong rồi ạ. Vâng. Chào Quân, xin chào tất cả quý ông bà của chúng chị ạ. Một mình em ở nhà thôi à? Bà cũng ở, bà vừa đi lấy rau lợn về ạ. À thế ông của em này đi đâu rồi? Đi lấy cỏ à? Ông đi lấy cỏ à? Vâng. À thế trong cái thời gian vừa rồi thì ông uống thuốc thì có cảm giác là có biểu hiện gì khác lạ không? Ông cũng đỡ hơn rồi. Đỡ hơn à? Ừ. Thế mong sao là đỡ và trị được dứt điểm cái căn bệnh của ông đi cô bác, để cho em Quân cũng đỡ phải lo lắng thêm một chút. Lợn thì có bị như thế nào không? Hôm qua Quân điện cho anh là bảo là dê là bị làm sao? Em cũng không biết, là hôm trước em tưởng thay lông nhưng không phải anh ạ. Không phải à? Vâng ạ. À, thế là dê là bây giờ ở đâu? Trong nhà. Ừ. Quân đeo khẩu trang mà không sợ là áo lay ấy. Ừ. Hôm nọ thì cháu Lực cũng rất là sợ rằng là ông sẽ bị căn bệnh mà bị lao đấy các bác. Nhưng mà sau khi mà đi khám ấy thì không có bị gì cả. Đâu? Con này à? Ừ.
Ôi rồi. Con đực này. Nhưng mà liệu mà buộc nếu mà để đây thì nó có bị lay không? Không lay đâu. Em thử bỏ xem nào. Có em đã mua thuốc chưa? Sáng nay ngày chợ thì cho ba đi mua, chả biết ba có mua không. Nếu mà hỏi xem là nếu mà bà không mua thì để còn mình còn biết là đi mua về bôi. Sáng nay xem nào. Tưởng là thay lông à? Ôi dồi. Không đây là không biết là bị gì đấy cô bác ạ. Hôm nọ thì Quân cứ nghĩ rằng là nó thay lông đấy nhưng mà không có phải. Này thì thuộc dạng là như kiểu là nó bị rụng lông rồi đấy. Đấy những cái phần này. Nó bị rụng lông thành ra là nó như kiểu là như kiểu nấm đấy cô bác. Như kiểu nó có nấm. Rụng bây giờ nó còn chưa lên được. Bây giờ nó còn chưa lên được đúng không? Này là mình đi mua cái thuốc mà trắng trắng ấy. Lúc lấy về thì nó mới bị một ít ở bên. Thế là mình cũng không phát hiện nhỉ, cứ nghĩ là nó bị thay lông thôi các bác ạ. Nhưng mà dê thì nó vẫn lớn khỏe mạnh, nó vẫn rất là khỏe mạnh, thì mới tội là nó đang bị nấm đấy các bác này. Tại các bác trên kênh mà có biết là cái bệnh dê này các bác này, nó bị gì này. Đấy, em có thể quay từ gần đây. Đây này các bác này. Nó bị rong lâu lâu nó bị rụng hết đấy, thuộc dạng như kiểu là nấm rồi đấy. Em đi hỏi bà xem là sáng nay có mua thuốc không, nếu mà mua thuốc thì để mà bôi luôn, còn nếu mà chưa mua thì để một tí nữa anh lên trên rồi thì anh mua, xong rồi mai anh gửi xuống cho Quân. Hai con kia thì không có bị làm sao cả cô bác ạ, con nào con đấy cũng rất là khỏe mạnh gì ấy. Có vẻ như là nghe thấy từ xa là thấy là bà là chưa có mua đâu cô bác. Sáng nay bà đi chợ bà cũng mua nhiều đồ thì bà quên. Trời. Bà mua nhiều đồ quên á? Vâng. Thế thì để mai anh xuống thì anh sẽ mua cho. Cái này thì không biết là nó đang hiện tượng đang bị gì đây, để anh chụp ảnh lại cho tôi nhé. Đây anh chụp lạnh ảnh lại rồi anh gửi cho. Từ em kéo ra bên này đi. Không biết là cái này có phải tiêm không? Này nếu mà mua được thuốc rồi lấy về bôi cũng được. Mua thuốc lấy về bôi à? Ừ. Hay để hỏi xem là nó đang bị bị cái căn bệnh gì các bác. Nhưng mà nó ăn uống như này thì nó có liệu nó có ăn đều không? Nó có ăn không? Nó ăn đều thôi ạ. Ăn đều à? Mấy con này là không bị làm sao đúng không? Vâng ạ. Hai con dê đực này thì còn rất là hai con dê cái đấy cô bác còn rất là khỏe. Em đóng cửa chuồng vào đi, để một tí nữa anh lên trên rồi anh mua thuốc xong Quân là cùng anh lấy nhá. Là nghe là nếu mà hôm qua Quân chụp ảnh gửi cho anh thì anh còn biết là mua thuốc luôn. Xong là cũng nghe Quân bảo là sáng nay là bà đi chợ mua ấy. Bây giờ bà thì cũng bảo là quên mất rồi. Bà chắc là cũng có tuổi thành ra là mua nhiều đồ quá thì cũng quên. Thì anh em mình đi rửa tay đó. Từ từ sờ. Lợn đây à? Ủa, lợn thì có vẻ vừa cho ăn xong ấy nhỉ? Hai con mua về sau này khỏe lắm. Lúc nào cũng nếu không có người ở nhà nó cứ nhảy ra ngoài. Nhảy ra ngoài à? Vâng. Hay là cái chuồng thấp quá rồi nhỉ? Em không biết rồi. Chuồng này thì thấp quá rồi cô bác ạ. Nhà của em xử thì cháu Lực xây là đến tận là chỗ eo của cháu Lực cơ. Anh em mình đi rửa tay đó. Trước là mình cho nhiều xi, bây giờ nó cao lên. Nó nhảy. Đúng rồi. Hôm nọ là mình làm xong là mình cho cái nền xi của nó nhiều quá. Ở dưới này có anh ạ. Hết nước rồi à? Nhà của Quân thì cũng khá là khan hiếm nước cô bác ạ. Thế là bây giờ là chuyển cái nước ngoài ra tận đây à? Thế mỗi lần là đi lấy nước là ra tận đây lấy á? Ông thì lấy cỏ ở tận đâu? Em cũng không biết ạ. Lúc đấy em đi lấy dế ông mới đi thôi. Chắc là ông đi xuống cái trục cũ lấy thôi nhỉ? Dưới kia cũng cắt hết rồi. Đâu? Ông đang cắt cỏ dưới kia mà. Ông đang cắt cỏ dưới kia kìa. Thế một tí là ông cắt cỏ như này thì có hộ anh, hộ ông ấy đi vác không? Có.
Thế thì hai em mình tranh thủ đi luôn nhỉ? Vâng. Về nhà lấy thêm một cái liềm. Thêm một cái liềm à? Đó. Gần xung quanh của nhà em Quân ấy các bác cũng có rất là nhiều cái ngôi mộ này. Ở nhà của Quân thì chưa làm thanh minh hả Quân? Chưa làm thanh minh cho bố với lại mẹ à? Thứ ba mới thanh minh ạ. À, thế là chọn ngày thì mới làm thanh minh đúng không? Trước mà đợt mà cháu Lực vừa mới, bố của Quân ấy vừa mới ra đi các bác, cháu Lực lên chia sẻ luôn thì cũng chia sẻ lên các bác. Cũng 7-8 giờ cháu Lực mới đi qua bên này, cũng có rất là nhiều người nói cháu Lực rằng là gọi là không có sợ sệt gì đấy các bác. Thì cháu Lực cũng nghĩ ở trong lòng là cháu Lực đi giúp đỡ rồi thì cháu Lực không phải sợ gì cả. Thế là cháu Lực cứ đi thôi. Ở phần phía bên này thì cũng có là 1, 2, 3 cái gốc cây mận đấy các bác. Còn những cái cây dâu này thì là cũng trồng khá là lâu rồi, thành ra là cũng ăn hết rồi, cũng nhổ bớt đi. Ngày mai xuống thì sẽ đi mua thuốc xuống cho dê của em Quân sau các bác. Mua thuốc thú y như này thì không phải là mua ở xá đâu các bác ạ. Nếu mà xá thì vào trong ngày chủ nhật là người ta mới bán. Còn nếu mà vào ngày bình thường thì là người ta không có bán đâu, phải mua ở dưới tận huyện lên. Ngày mai bạn cháu Lực lên thì cháu Lực sẽ nhờ bạn cháu Lực để mua lên luôn. Ủa ơi, không đeo vào tay à? Không đeo đâu. Đeo vào tay gì mày? Nhưng mà cái cỏ này là phải cỏ nhà em đúng không? À. Cái cỏ này thì là để cho bò thôi nhỉ? À. Bé Hiếu thì cũng ở nhà chứ? Vâng ạ. Hôm nay giờ ngày không đi học nhỉ? Vâng. Thế là ba hôm nay là ngoài dê ấy thì còn có cái gì để mà còn có gì nữa không? Cũng không đâu. Cũng không đâu à? Thế từ trước đến giờ thì cái ông ông này đến đây rồi. Thấy ông thì vẫn còn rất là chăm chỉ là đi cắt cỏ đấy cô bác. Hòn nhau à cùng? Ừ. Tiết tao hòn nhau cùng bạn à? Ừ. À. Phò này á, chắc một cái trên đó có phải khải đi. Khả năng cái thải à? Hòn nhau? Ừ. Trở ra cho cùng ấy. Thôi văn chính giá nó đẹp đẽ cùng à? Vâng. Rạc có phí. Bàn cho ba đi. Chính giá đi. Nếu có học xuyên cho khinh. Dước. Ờ. Dước đi. Thường thì cho chân khinh chắc còn nó. Đây vừa rồi thì ông cũng có chia sẻ cho Lực một chút đấy cô bác. Nếu mà đợt này mà không có đưa ông đi khám vội ấy thì là ông bảo là sẽ chết luôn đấy. Nói rằng là từ khi đi khám thì uống thuốc ấy cảm giác như là cũng có một chút là chuyển biến tốt đấy cô bác. Thôi. Nâng lên là lấy thuốc. Đi đâu nhà bà Nam bạn này? Ba hai chân chất khác này mà. Thật. Sơn khấn. Dứt. Đi đang thế. Cũng ý chỉnh giá lên đi, Pan nhá. Chỉnh giá. Bạn đi đang đi. Tôi đang chỉnh giá lên vì nữ tôi đi ngâm giá. Trời, đi. Cho áo đây ư, lấy đi. Ở giá, lấy đi, đi thôi. Tôi sơn khấn đó thôi ạ. Thì có vẻ như là uống thuốc thì cũng có cả hợp một chút cô bác ạ. À. Ông bảo là cảm giác như là khi mà uống thuốc xong ấy, con người của mình có một chút thay đổi. Trên đất à? Ờ, cô bác. Trên này thì là cái lán mà Quân với lại ông là mượn để mà chăn dê, để mà để trâu cô bác. Bé Hiếu thì là ở đây luôn này cô bác này. À, cũng độ tầm hơn tuần là không có gặp bé Hiếu đấy cô bác. Hiếu đâu rồi? Hả? À, bà là đun nước là đang chuẩn bị là nấu cơm hay sao đó cô bác. Không biết là trốn đi đâu rồi. Ra đây chú bế một tí nào. Ra đây chú bế một tí.
Đây. Thì chú lấy bánh cái kẹo thôi, chú bế một tí. Đấy, bế một tí. Đấy, đây này. Đấy. Ừ. Anh Quân đâu? Ừ. Quân đâu? Chào con các bà. Bye bye. Quanh tay, con chào con các bà. Này, con. Chào con các bà. Chào các bà. Rồi. Thế hôm nọ đi học thì có được bé ngoan không? Đây là của ai? Của ai? Của bé Hiếu. Rồi đi. Rồi đi. Của em, của cháu. Rồi đi. Không bảo à? Thế có phải không? Chú đây đi về nhá. Ở bên tốt, ở bên nào à? Đó. Đó. Và là xin cái bé ngoan đi là không có cho đâu các bác. Ừ. Rồi, cái cửa này. Ở trong nhà thì bà đang nấu cơm thì rất là nóng các bác ạ. Hôm nọ là bị rơi trong đây đúng không? Phải không Hiếu? Hôm nọ là buổi đêm ấy các bác. Bé Hiếu là xuống ấy, đi ra ngoài thì vệ sinh là bị rơi ở ngoài này luôn. Rất là may là không có cái gì mà xảy ra cái chân cái tay cả, chứ không là rất là tội ấy. Đây một cái số phận mà bây giờ phần chỉ dạy bảo đấy thì là cũng chỉ có cô giáo này đấy, còn em Quân thì cháu Lực cũng dạy bảo em ấy nhiều, thì về nhà thì em sẽ kèm theo bé Hiếu nữa để cho sau này bé Hiếu có một cái tương lai mà nó sáng ngời hơn một chút. Hiếu thì học năm nay học lớp mấy tuổi? Lớp ba tuổi nhỉ? Vâng. Lớp 3 tuổi sang năm 4 tuổi, lớp 5 tuổi thì 3 năm nữa thì mới thì mới lên lớp 1 được. Buổi đêm mấy hôm nay trời mưa thì ở trong ngôi nhà này thì có dồn vào trong nhiều không Quân? Có, hôm trước gió thổi to đẩy cả cửa vào trong nước ruộng vào trong nhiều. À, trong nước ruộng à? Nhưng mà đây là nó phần trên pro kia thì anh nhìn thấy là nó không có thủng mấy, chắc là nó chỉ bị từ bên ngoài vào thôi nhỉ? Vâng. Nó bị từ bên ngoài, thế buổi đêm thì mấy ba cháu đi ngủ như nào? Bà thì vẫn ngủ trên này, còn em vẫn ngủ xuống này. Thế ông mưa như này thì ông có dám ngủ ở bên nhà bên lán bên kia không? Có, ông tối nào ông cũng ngủ bên kia. Ông bảo ngủ ở đây thì ông buổi tối ông phải dậy, lúc nào ông dậy cho bò ăn, lúc nào ông cũng phải đun nước uống thì ông không phiền. Ông bảo là nếu mà ở buổi đây tối thì ông thì buổi tối là ông hay dậy để mà như kiểu là về những cái căn bệnh về già đấy cô bác. Nên vừa rồi thì anh cũng nghe ông chia sẻ và ra là cảm giác như là từ lúc mà đưa đi ông khám ấy thì về ông có một chút là tiến triển hơn một chút. Hay thì sẽ mong rằng là thuốc là sẽ hợp để cho ông khỏi bệnh đi. Đấy, để cho ông còn giúp đỡ em lấy được cỏ, lấy được củi. Đấy, còn như mà những lúc mà anh đưa tiền cho Quân ấy, thì là Quân đi mua một chút thịt bò này. Xong là về xào với rau muống. Rau muống thì ở nhà thì có đất thì không biết là anh sẽ đi đâu xin được giống không. Nếu mà xin được giống rau muống thì anh sẽ xin giống rau muống về để cho em trồng. Nhá. Thế bé Hiếu mai có đi học không? Mai cho anh Quân lấy xe máy đi học nhá. Có hôm nào anh đưa đi học chưa? Đưa đi rồi. Đưa đi rồi à? Ngồi xe máy có thích không Hiếu? Xe của anh Quân đâu ấy? Xe lớp Quân về ra. Hả? Nhất tiền ra. Hả? Nhất tiền ra. Trẻ con thì rất là lì các bác. Lúc nào mà nói chuyện thì em phải nói chuyện hơn. Còn lúc mà không nói chuyện thì là chỉ có im re thôi. Ui, cho thôi rồi Hiếu. Cho không nhỉ? Hả? Xe của trẻ nó khâu nên mới lại. Buổi đêm thì có bao giờ đi bắt con ếch để bán không mùa này? Bây giờ thì họ không cho bắt. Nếu mà đi nhắm chúng phải lúa của ai thì họ đền. Nhưng mà nếu mà ruộng nhà mình thì mình được đi đúng không? Vâng. Nhưng mà ruộng của mình nó không kêu. Thế là trong cái thời gian đến cái mùa này hay có mùa ếch nhái thì có đi bắt để mà đem đi bán không? Có. Không có à? Vâng. Lần nào lần bắt được nhiều nhất thì đoán được bao tiền? Được 500. 500? 500 một lần. Đây là một cân được 250. Ồ, thế là bắt được 2 cân à? Vâng. Ôi giời. Thế thì chứng tỏ nếu mà bắt được thì cũng được nhiều đấy nhỉ? Nhưng mà cũng rất là hiếm các bác. Nếu mà đầu vụ thì còn có
để mà bán, để mà đi bắt được nhiều. Còn là nếu mà cuối, đến tầm cuối vụ như này thì chắc chắn là sẽ không có à, được rồi. Ôi giời. Ai cắt tóc rồi? Hả? Hả? Ai cắt tóc cho Hiếu? À, đi với bà để nấu cơm đi. Đấy. Có cần chú bé không? Hả? Bụng vừa ăn cơm xong rồi sao to đấy nhỉ? Nhà. Nhà, bye bye con các bà xong đi chơi đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đấy, sao cười cười một tí rồi cơ bác. Nhưng mà à, nếu mà đi ra ngoài thì người khác hỏi thì vẫn nói là à, đồ của chú tặng, các ông bà tặng đấy. Nhưng mà tội là tính là hơi ngang một chút đấy, nhưng mà tính ngang như này thì sẽ gọi là giúp cho em có một cái ý chí cũng như là một cái nghị lực rất là lớn. Đi học phải thật giỏi nhá, thấy chưa? Rồi đi đi. Đi 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 bác. Thầy không muốn đi đâu các bác nhá. Không muốn đi, mặc dù là không nói chuyện đấy nhưng mà cũng không muốn đi. Thế để đây chú bé nào. Mấy hôm rồi nhờ. Lâu lắm cũng không có được bế rồi đấy. Đâu có cháy không? Có cháy không Quân? Không có đâu. Hết cháy rồi à? Vâng ạ. Hiếu thì buổi tối là ai thường thường là ai tắm cho nhiều nhất? Bà. Vâng ạ. Bà tắm nhiều à? Vâng ạ. Bà thì cũng chỉ gọi là đi lấy rau lợn xung quanh nhà thôi các bác. Bà chăm bé Hiếu là nhiều hơn. Còn những việc còn lại ấy, thì là ông với lại Quân là làm hết. Chiu. Nhưng mà vẫn thấy có là vỏ trứng đấy nhờ. Vâng ạ, đây là hôm trước không có một lần xong bây giờ nó hết rồi. Bây giờ là hết rồi đúng không? Vâng, còn mỗi vỏ bóp nó thôi. Còn mỗi vỏ thôi đúng không? Vâng. Vậy xuống được ba hôm rồi, xuống là chưa, xuống là cũng với em Quân đấy. Thì hôm nay thì thấy Quân, hôm qua Quân nói với cháu Lực các bác điện rằng là dê là bị như thế này ấy, không biết là bị bệnh gì. Còn vừa rồi cháu Lực nói thì chắc là để tí nữa cháu Lực gửi cái hình ảnh cho bạn của cháu Lực ở dưới huyện, thì để bạn cháu là đem thuốc lên, nhớ nhờ là đem thuốc lên cho. Rồi lên cho xong là để ngày mai bôi tầm độ tầm tuần ấy, nó sẽ khỏi hẳn. À, chứ không là dê nó cứ bị như thế này là cảm giác như là rất là ghê đấy. Vâng. Nó như kiểu là bị một cái nó thuộc dạng nấm ấy. Vâng. Thuộc dạng nấm nó rụng hết, thành ra là cái chỗ mà nó rụng ấy nó cứ có như kiểu là nấm, nó nấm trắng trắng ấy. Vâng. Lên được không? Ây. Mấy cái này không lắp vào à? Nó bị tuột à? Không lắp được. Thì lắp cái này nó. Ta đi cày được vụ nào chưa? Đấy, làm thuê được vụ nào chưa? Bây giờ chưa có ai thuê đâu. Ôi chưa nhỉ? Ừ. Cái mùa này là cái mùa mà bà con chưa có làm nhiều các bác ạ. Ruộng ngô về thì người ta cũng đã cày hết rồi. Để độ tầm 2 tháng nữa thôi là việc nhiều đấy nhỉ? Vâng. Ừ. Thế hôm nọ là cày đâu những đâu? Hôm trước đây chỉ là cày muối trên kia thôi. À, cày muối ở trên kia thôi à? Vâng. Nên là lâu lâu về là bây giờ hiện tại là nó còn chưa cày nhiều, thì là lâu lâu mình nổ máy để mà cho nó xem là cái cảm giác mà nó máy nó bị làm sao không. Vâng.
Vâng. Thế thì mình còn biết để đi mà bảo hành nhá. Vâng. Cái này thì kể cả bây giờ tại vì là cháu Đức làm mà về thiện nghĩa đó các bác, thì sau này nếu mà người ta hỏng ấy, thì là có thể là hết bảo hành thì người ta sẽ lấy giá là một nửa, sửa là một nửa chẳng hạn. Nhưng mà lai cái máy cày này đi tận huyện thì cũng tương đối khá là xa đấy. Ở trong bản thì hiện tại là cũng có rất là nhiều thợ người ta sửa máy cày rồi các bác. Người ta lấy giá thì cũng rất là hợp lý và rất là phải chăng. Máy của em Quân với của em Sử thì hai cái máy mà nó giống nhau các bác ạ. Tuy nhiên thì là mỗi người một màu, rồi là mỗi người có một cái sở thích khác nhau ấy. Những cái này thì là đến cái mùa mà làm đất bùn đấy, làm cái ruộng ấy, ruộng nước ấy, thì có nên gắn vào không? Đây không gắn nữa. Không gắn à? Lúc lên, nếu mà lúc lên thử ruộng lên khó. À, có là lúc hầu như là cái chỗ phần chắn bùn đấy các bác, thấy là ai lấy về thì cũng tháo nó ra, đấy để gọi là nó gọn gàng hơn đấy các bác. Mặc dù là nhà thiết kế người ta vấn đề ra để cho nó có những kiểu chắn bùn xe rồi, nhưng mà còn riêng cái máy cày thì mang về đến nhà thì mình vẫn vẫn là tháo ra. Như Quân vừa chia sẻ tại lên những thử dụng bậc thang thì nó lên khó. Ở đây thì hầu như là vùng cao thì nó ít, thực sự là ít nhà mà là mà nó có ruộng lớn, ruộng nhiều thôi. Quân Hiếu thì độ tầm 7-8 năm nữa thì mới đi theo được cái Quân để mà cầm cái những cái lòng bừa nữa. Nhưng mà cái này thì bây giờ nếu mà thí dụ mà người ta khoán cho em một cái thửa ruộng như này từ đây đi xuống cái kia cả, em có biết lấy giá của nó không? Có. Bây giờ thì biết lấy giá đúng không? Thế trước là Quân đi làm cùng với người ta ấy, thì hay là đi đến tận đâu để làm? Em cũng làm xung quanh nhà đây với lại đi tiếp bên kia. Làm xung quanh nhà? Trên kia nữa. À. Nó cũng chưa có được gọi là chưa có đi xa mấy nhỉ? Vâng ạ. Đây, nếu mà làm từ đây xuống đến dưới kia máy của họ với lại dầu của họ thì mình được 1,5 triệu. Còn nếu mà mình có máy thì mình được 3,5 triệu. Dầu mình tự đổ. À. Chỗ này thì đi dầu cũng chỉ tầm 300 đấy chứ, 300 dầu. Thì là công của mình nó vẫn được gọi là cao đúng không? Trừ hao mòn máy ra. Thì bây giờ Quân cất máy đi xong là cùng anh đi lên trên xá kia. Để mà đi xem là trên kia có thuốc không, nếu mà có thuốc thì mình mua ở trên kia luôn. Nhưng bác khảo thêm. Hiếu thì hôm nay xuống rất là ít nói chuyện của bác ạ, nhưng mà thấy là rất là cuốn, thấy rất là cuốn lực, chắc là nói nhưng mà kiểu là sợ ấy các bác. Đấy, Hiếu bây giờ thì đứng ở đây chào tạm biệt các ông các bà đi. Này đứng đây. Đấy. Khoanh tay đi. Nào. Đứng chân tiếp theo lại một tí. Đấy. Khoanh tay. Con chào tạm biệt các ông các bà. Nào nói chuyện. Con. Chào tạm biệt các ông các bà. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Hiếu thì có muốn có nhà mới không? Hả? Ra đây, ra đây. Đứng đây chú. Có muốn có nhà mới để ở không? Có. Khó không? Nhưng mà có thì phải nói to lên có. Có. Rồi. Để Hiếu nói với các ông các bà, để cho các ông các bà giúp đỡ Hiếu với lại anh Quân với lại ông bà có nhà nào. Rất mong muốn. Thế như tối hôm qua Hiếu ngủ thì có biết mưa to không? Hiếu có biết mưa to không? Có à? Thế có bị ướt cái chỗ ngủ của Hiếu không? À? Chỗ ngủ của Hiếu thì có bị nước mưa vào không? Có nước không? Có à? Có nhiều không? Có ít hay là có nhiều? Ướt hết chăn chưa? Hả? Ướt hết gối không? Hay nói chắc nói đến từ chăn gối là Quấn còn chưa có biết là nói cho lắm cô bác ạ. À, bây giờ thì chào, bye bye. Chào vẫy tay công các bạn đi. Bye bye.
Bye bye con có bà. Bye bye. Bye. Rồi chào con có bà. Chào con có bà. Chào bà. Rồi đấy lại biết khanh tay thì có bác này. Đấy, nhưng mà lần sau đừng có để tay vào mũi nhá. 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 Này lần sau đừng có để tay vào mũi nhá. Nhớ chưa? Nhớ. Rồi. Lúc nào mà muốn lau mũi thì phải đi lấy khăn để lau nhá. Nhớ chưa? Rồi. Đấy, trời thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Đấy chắc là có khẽ lẽ là thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, hôm nay đi xuống thì gặp tình trạng dây của em Quân như vậy cô bác. Chỉ sợ rằng là nó không ăn không uống thì dẫn đến là nó sẽ bị chết hay là bị như nào đấy. Đấy cái điều đấy thì cháu Lực nói có thể là một số các bác nói là hơi gọi là hơi tế nhị một chút cô bác. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Vì cháu Lực thì không có biết nói những cái lời mà nó hoa mí mấy đi cô bác. Thì cháu Lực sẽ vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chụp ảnh rồi. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ gửi cho bạn cháu Lực để mà xem có thuốc không. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là lên trên xá là xem là có thuốc không. Nếu mà có thì anh đem ra đây kia xong là Quân anh điện cho Quân rồi Quân lên lấy nhá. Rồi cái này thì chắc là mua cái thuốc mà như kiểu thành dạng là thuốc bột màu trắng trắng ấy. Về là về bôi đúng không? Đấy. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy và đến thứ hai những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.